Apple có thể phải đền bù lên tới 7 tỷ đô la Mỹ tại thị trường Anh vì vi phạm bằng sáng chế. Luật sư dọa Apple sẽ rời luôn thị trường Anh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Đó là một số những thông tin rất giật gân mà mình đọc được gần đây về một số những vụ kiện liên quan tới những quyền sở hữu trí tuệ mà Apple có thể là đang vi phạm tại thị trường Anh nha. Chi tiết hơn thì hãy để mình chia sẻ trong video ngày hôm nay. Đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video tương lai từ Relab nha. Vụ kiện này hiện tại đang được thụ lý bởi tòa án ở Anh và Apple có dọa thì họ cũng dọa rời khỏi thị trường Anh thôi. Chứ còn các bạn đều biết là thị trường Việt Nam chúng ta hiện tại muôn vàn các dạng hàng iPhone và di động Việt thì cũng đang kinh doanh rất nhiều các dạng hàng như vậy. Từ iPhone chính hãng V&A, các dòng iPhone 12 series hiện tại 12 Pro Max mức giá chỉ là khoảng 28 triệu hơn một chút, hay là iPhone 11 Pro Max cũ mức giá rất tốt khoảng 20 triệu. Thì các bạn Anh sau này nếu mà các bạn có lỡ không có đồ Apple chính hãng ấy thì có thể sang Việt Nam mua 11 Pro Max cũ. For people who speak English, please click the link. Các bạn mà đọc tiếng Việt thì các bạn có thể xem link ở dưới phần mô tả video để tham khảo tại Di động Việt nha. Đừng quên 35 thành viên Relab giảm giá 100k nữa. Những thông tin mình sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay thì chủ yếu là tổng hợp từ các nguồn tin, các nguồn báo nước ngoài tương đối uy tín. Chủ yếu trong số đó sẽ là từ This Is Money, một trang báo, một trang web của Anh, cũng như là 925mark và một số trang các bên lề nữa. Optis Cellular Technology, một công ty có sở hữu, có nắm giữ rất nhiều những bằng sáng chế liên quan tới các công nghệ mạng, đã kiện Apple tại tòa án ở Anh về việc là Apple đang vi phạm những bằng sáng chế liên quan tới công nghệ 3G, 4G của công ty này. Những bằng sáng chế này thì hiện tại đều được dùng làm những chuẩn kết nối thông dụng rồi và họ yêu cầu rằng Apple phải trả những cái phí để sử dụng những công nghệ đó, và số tiền mà họ yêu cầu lên tới là 5 tỷ bảng, tức là hiện tại tương đương là khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Và gần đây nhất thì tòa án tại Anh đã đưa ra những cái nhận định cho rằng là Apple đã vi phạm ít nhất là 2 bằng sáng chế của công ty này. Thì đứng trước những cái nguy cơ mà có thể là phải đền bù những cái số tiền lớn như vậy thì luật sư của Apple đã có một phát ngôn tương đối là đi vào lòng gì thì mình cũng không biết, có thể là lòng người cũng có thể là lòng đất, quan trọng là cái kết quả nó ra sao. Hiện tại là tương đối đi vào lòng người, đó chính là Apple có thể sẽ phải rời khỏi thị trường UK nhá, United Kingdom, tức là Vương quốc Anh luôn á, nếu mà họ phải chịu những cái đền bù mà nó quá là bất hợp lý về mặt tài chính kinh tế. Đó, một cái tuyên bố thì cũng khá là mạnh mẽ đó. Nói thế thôi chứ đây cũng không phải lần đầu tiên Apple bị kiện bởi những bên nắm giữ các bằng sáng chế. Chưa kể là còn rất nhiều vụ, ối giời ơi, kiểu người dùng thấy iPhone chậm đi kiện luôn. Người dùng thấy Apple quảng cáo là iPhone có kháng nước nhưng mà lại không bảo hành khi điện thoại hỏng do rơi vào nước, cũng kiện luôn Apple. Còn nói sâu hơn một chút về những cái bằng sáng chế này thì hiện tại rõ ràng tòa án chưa có một quyết định chính xác cuối cùng, mà chúng ta sẽ phải chờ tới những phiên tòa tiếp theo và có những cái quyết định cuối cùng của tòa án. Hôm nay mình chỉ chia sẻ một số những góc nhìn xung quanh việc Apple bị kiện cũng như là họ có khả năng là sẽ rời UK hay là họ có khả năng chi trả cái số tiền bị phạt này hay không. Thì với cái con số là khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, Apple nó thật là như cái phẩy bàn tay ấy bạn ạ. Bởi vì hiện tại theo một số báo cáo thì Apple đang nắm giữ lên tới là khoảng 195 tỷ đô la Mỹ tiền mặt nha. Tiền mặt trong túi của họ là họ có ngần đấy. Còn giá trị vốn hóa thị trường của Apple hiện tại, tức là cái giá trị của công ty mà được định giá bởi những người nắm giữ cổ phiếu, thì hiện tại Apple đang có giá trị vốn hóa là khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ cơ. Do đó thì con số 7 tỷ đô la Mỹ này đối với Apple mình nghĩ không phải là một vấn đề quá lớn về mặt kinh tế. Mà chúng ta hãy đi sâu hơn một chút vào những cái yêu cầu của tòa án. Mình có đọc trên 925mark có thông tin rằng là nếu Apple thật sự vi phạm những cái bằng sáng chế này và họ nếu phải chi trả cho Optis ấy, thì họ sẽ không chỉ chi trả cái phí thường niên cho những cái sản phẩm được bán ra tại Anh, mà cái mức phí này sẽ được áp dụng tới toàn bộ những sản phẩm iPhone mà Apple đang bán trên toàn thế giới. Do đó thì cái điều luật này cũng tương đối là sẽ gây ảnh hưởng nặng nề tới Apple đấy, chứ không phải là chỉ ở thị trường Anh đâu nha. Nói về tiền và khả năng chi trả là một chuyện, nhưng mà Apple có muốn chi trả hay không nó là chuyện khác. Bởi vì là theo luật pháp ở nước ngoài thì họ hay xử theo kiểu gọi là án lệ, các bạn có biết không? Đó là khi mà một cái vụ án đã được giải quyết, đã được quyết định rồi, thì nó sẽ được sử dụng như một tiền lệ để được tham khảo trong những vụ án lần sau. Tức là bây giờ Optis kiện Apple mà thắng kiện thì sắp tới có thể là Oracle sẽ kiện, Google sẽ kiện, Nokia có thể sẽ kiện. Bởi vì những bên đó đều đang sở hữu những cái bằng sáng chế đã được chuẩn hóa rồi, đã được chuẩn hóa kiểu là 4G, LTE, 3G, hay là Nokia nắm giữ rất nhiều bằng sáng chế liên quan tới 5G. Bây giờ mà ông Optis thắng một phát thì có thể rất nhiều bên khác cũng sẽ dựa vào cái vụ kiện này để họ kiện tiếp Apple, và có thể là họ sẽ thắng. Mà nói thế chứ tiền sử của Apple ở châu Âu thì cũng chẳng vẻ vang gì cho lắm. Gần đây các bạn có thể tham khảo vụ Spotify kiện Apple đó. Quan trọng là cái việc Apple không muốn thua trong vụ kiện này, chứ không phải là không có khả năng để trả tiền phí cho những công ty như thế kia.
liệu rằng cuối cùng nếu Apple mà bị yêu cầu là phải trả tiền ấy, họ có quit luôn thị trường UK hay không? Mình nghĩ rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra nha. Bởi vì UK không phải là một thị trường quá lớn đối với cả Apple nếu mà tính về mặt doanh số, kể cả các dòng iPhone, Mac, iMac, iPad, vân vân và vân vân. Và cái thứ hai là hiện tại UK cũng đã rời khỏi Liên minh châu Âu rồi. Họ Brexit chứ họ không thuộc EU nữa. Và cái việc họ rời khỏi thị trường UK, họ vẫn có thể bán máy ở những thị trường xung quanh như kiểu Pháp chẳng hạn. Và biết đâu đấy, tương lai thì người Anh họ sẽ có những cái máy xách tay kiểu iPhone xách tay Pháp, iPhone lock, giống như kiểu Việt Nam chúng ta đang hưởng lợi rất nhiều từ người bạn phương Bắc thì sao. Thì đó là những cái mình muốn chia sẻ nhanh nhanh trong video ngày hôm nay. Nói chung là Apple là một công ty rất là lớn và họ có bán rất nhiều sản phẩm trong rất nhiều những cái danh mục khác nhau. Họ có làm rất nhiều công nghệ khác nhau nữa. Do đó thì đôi khi họ không phải là keyboard kẹt xỉ hay là họ thế này thế nọ đâu, mà họ rất là kẹt bởi vì có thể nhá, bạn đồng ý bạn sẽ trả tiền cho một cái phí bản quyền liên quan tới một công nghệ này thì phải 1.000 tỷ thằng khác nó xông vào nó đòi tiền, nó hút máu bạn thì sao? Do đó thì tất cả những cái nước đi của Apple chúng ta cũng chỉ đứng ngoài mà ngắm thôi, chứ mình cũng không dám phán xét gì một công ty có giá trị vốn hóa lên tới 2.000 tỷ đô hiện tại cả. Còn các bạn thì sao? Có thể trò chuyện với chúng mình vui vui ở bên dưới. Đừng quên, hiện tại ở Việt Nam thì vẫn đang có hàng chính hãng V&A, Apple vẫn đóng thuế đầy đủ và cũng chưa bị kiện bởi công ty nào cả và đang bán rất nhiều những sản phẩm như là iPhone 12 series chính hãng này, hay là kể cả Di động Việt cũng đang bán những dòng iPhone cũ với mức giá rất là tốt nữa, kiểu 11 Pro Max best choice hiện tại luôn. Mức giá thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả video để các bạn có thể truy cập và xem những mức giá tốt nhất lúc các bạn xem video này. Đừng quên 35 thành viên Relab giảm giá 100k cũng sẽ ở dưới đó nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.